Trên thế giới hiện có khoảng hơn 5.300 khu kinh tế thương mại tự do tại 147 quốc gia, vùng lãnh thổ. Rất nhiều quốc gia lân cận Việt Nam đã phát triển thành công mô hình này. Tại Trung Quốc, 21 khu thương mại tự do chiếm chưa đến 0,4% diện tích đất, nhưng đã đóng góp tới 18,1% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 17,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Và tại Việt Nam, ngày 26 tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã chính thức cho phép thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu, mô hình đầu tiên của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, khu thương mại tự do là khu chức năng có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Việc Quốc hội cho phép thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng đã trở thành bước đột phá khi thực hiện một mô hình được thế giới khẳng định nhưng chưa từng có tiền lệ, chưa có thực tiễn ở Việt Nam, mở ra hướng đi mới trong việc điều chỉnh các cơ chế thí điểm, xây dựng các chính sách đặc thù. Theo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vừa được Quốc hội thông qua, khu thương mại tự do Đà Nẵng có các khu chức năng bao gồm khu sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định. Các khu chức năng này sẽ được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những cái đột phá và cũng là cái dám nghĩ dám làm của Đà Nẵng trong cái việc là thử nghiệm một cái mô hình mà đã được thế giới khẳng định nhưng mà chưa có tiền lệ cũng như chưa có thực tiễn ở Việt Nam. Do đó chúng tôi cũng xác định là đây cũng có cái rủi ro, nhưng mà chúng tôi chấp nhận cái việc rủi ro đó với cái việc là nếu như thành công thì là nó sẽ là cái nền tảng cho cái việc nhân rộng cho cả nước. Đối với khu thương mại tự do, chủ trương đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng các khu chức năng được phân cấp cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư sẽ được áp dụng như khu kinh tế. Hàng hóa dịch vụ được áp dụng đồng bộ cơ chế quản lý hải quan và các chính sách đang áp dụng đối với khu phi thuế quan. Doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan. Khu thương mại tự do đó nó sẽ khai thác được những các cái thế mạnh của Đà Nẵng riêng có mà những địa phương khác không có, như là có cái cảng quốc tế, sân bay quốc tế cũng là rất là thuận lợi và có nhiều các lợi thế khác để thu hút những nhà đầu tư vào Đà Nẵng. Nhiều chính sách vượt trội đang được thiết kế để khu thương mại tự do có thể thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Việt Nam trước đây chưa có cơ chế hoạt động với mô hình này. Vì vậy, sự linh hoạt trong xây dựng cơ chế đặc thù cũng cần phải có những bước đi thận trọng. Đây là chính sách mới chưa được thực hiện tại Việt Nam. Nghị quyết mang tính chất thí điểm là bước thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và để hoàn thiện dần. Do vậy, cần thận trọng, có bước đi chắc chắn, không quy định những vấn đề chưa được đánh giá kỹ lưỡng còn mang tính rủi ro cao. Hơn nữa, các chính sách cần được nghiên cứu, xây dựng, căn cứ trên khả năng tổ chức thực hiện, nguồn lực tài chính và điều kiện đáp ứng của thành phố Đà Nẵng. Do vậy, tại thời điểm hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ phạm vi chính sách như dự thảo nghị quyết. Đà Nẵng đang tiên phong, đang đi trước, nhưng sau này nó sẽ chính là một cái mô hình. Là những cái này đã có chủ trương, Quốc hội đã cho phép và chúng ta lại có thời gian thực hiện, có thí điểm, có 5 năm. Nên trong cái thời gian đó thì tất cả các địa phương nào đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn để thành lập các khu thương mại tự do thì chính phủ xem xét cho phép thành lập, và khi thành lập thì được áp dụng các cơ chế này. Thưa quý vị, khu thương mại tự do là mô hình kinh tế còn rất mới ở Việt Nam, tuy nhiên đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia. Việc thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, mô hình đầu tiên của cả nước, là chủ trương lớn có đủ căn cứ chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn. Đây cũng là chính sách mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thành phố Đà Nẵng và chính phủ trong việc áp dụng mô hình phát triển tiên tiến. Tuy nhiên, các chính sách này đang là bước thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Do vậy, vẫn cần sự thận trọng, nghiên cứu, xây dựng một cách kỹ lưỡng.